Jadon Sancho đang sống trong những ngày khó khăn tại Man United sau scandal cãi thầy, khiến anh nhiều khả năng sẽ bị trừng phạt bằng cách bị gạch tên ra khỏi kế hoạch tập luyện và thi đấu của đội bóng. Một câu lạc bộ đang nỗ lực đưa anh ra khỏi nước Anh nhưng bất thành. Theo kênh CBS Sports An Etifak, câu lạc bộ của Steven Gerrard vừa ngỏ lời với Man United. Đội bóng Saudi Arabia đã đàm phán với Quỷ Đỏ về thỏa thuận mượn cầu thủ 23 tuổi kèm theo tùy chọn mua đứt. Al Ittihad đang trong cuộc chiến với các thế lực như Al Hilal, Al Nassr hay Al Ittihad, nhưng họ vẫn không đón nhiều ngôi sao bằng. Câu lạc bộ này mới có Henderson, Jorginho, Wijnaldum, Moussa Dembo, Demaray Gray, không thể bằng những Men, Brozovic, Laporte của Al Nassr, Mahrez hay Frank Kessié, Saint-Maximin, Mahrez của Al Ahly rồi Benzema, Kante, Fabinho của Al Ittihad. Do vậy, Al Ittihad rất quyết tâm đón một ngôi sao lớn, nhất là khi họ có cơ hội rõ ràng vì Sancho đang mất vị trí ở Man United. Câu lạc bộ này cũng đã quen với việc không sử dụng anh trong những trận đấu cuối mùa trước và đầu mùa này. Nhưng một thương vụ đã không xảy ra khi thị trường chuyển nhượng tại Saudi Arabia đóng cửa vào rạng sáng nay, 8 tháng 9, bởi các bên không thể đạt được thỏa thuận, trong khi quỹ thời gian cũng là quá ít để các thủ tục có thể diễn ra đúng lịch trình. Có tin Man United muốn 50 triệu bảng trong thương vụ này và câu lạc bộ Saudi Arabia nhất quyết không đồng ý. Al Ittihad cho rằng Sancho đã sa sút nên không xứng đáng với mức giá trên, trong khi bản thân câu lạc bộ này cũng không còn nhiều ngân sách cho mua sắm. Như vậy, Sancho sẽ không tới Saudi Arabia và sẽ phải ở lại Man United. CBS Sports cho biết thêm, một ngôi sao khác là Mohamed Salah cũng thể sang Al Ittihad mà sẽ ở lại Liverpool, ít nhất là đến hết mùa giải này.